Chiều ngày 6 tháng 8 năm 2022, Trường Hạ Pháp Viện Minh Đăng Quang, thành phố Thủ Đức đã tổ chức lễ mãn hạ khóa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Luôn đặt sự quan tâm đặc biệt về Phật sự cũng như sinh hoạt tu học của các hệ phái là thành viên của giáo hội, trong đó có hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm chứng minh lễ mãn hạ của hệ phái tại Pháp Viện Minh Đăng Quang, đồng thời ban lời đạo từ sách tấn đến chư vị hành giả an cư tại Trường Hạ. Hòa thượng cho rằng, trải qua 3 tháng an cư với tinh thần lục hòa cộng trụ, nỗ lực thúc liễm thân tâm, trau dồi tam vô lậu học, giới, định, tuệ, các hành giả đã phần nào thành tựu được trí đức và trí tuệ, thân, khẩu, ý, thanh tịnh, đó là con đường hướng đến giải thoát giác ngộ. Theo Hòa thượng, một vị tỳ kheo chân chính nhất định phải thành tựu được giới, định, tuệ, trang nghiêm. Một tăng đoàn muốn vững mạnh phải đạt được bản thể của nó là 6 phép hòa kính, thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tránh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Hòa thượng nhắc nhở sau khi mãn hạ trở lại trú xứ của mình, chư vị hành giả phải cố gắng tâm niệm những điều trên để nỗ lực tu học, trở thành những bậc mô phạm, làm chỗ dựa vững chắc cho Phật tử nương theo tu học. Dịp này, Hòa thượng cũng bày tỏ hoan hỷ khi hàng năm Pháp Viện Minh Đăng Quang luôn khai mở Trường Hạ để chư tăng giáo đoàn các nơi trở về an cư tập trung, qua đó khẳng định được tinh thần đoàn kết hòa hợp của hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Thành công này là nhờ công đức lãnh đạo của chư vị giáo phẩm hệ phái, đặc biệt là Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang. Được biết, khóa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2566, Dương lịch 2022 được tổ chức tại Pháp Viện Minh Đăng Quang gần 3 tháng, từ ngày 16 tháng 5 đến ngày 6 tháng 8 năm 2022. Thời khóa tu học mỗi ngày từ 3 giờ 45 phút đến 22 giờ, gồm 2 thời học Pháp, 2 thời thiền hành, 3 thời thiền tọa, 2 thời tụng kinh, 3 thời tự học, độ cơm chánh niệm và hòa chúng. Mỗi tháng làm lễ Bố Tát tụng giới trong 2 ngày, mùng 8 và 23. Tại lễ mãn hạ, chư vị hành giả còn được lắng nghe lời huấn từ của Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, giáo phẩm hệ phái, trụ trì Pháp Viện Minh Đăng Quang. Cũng tại đây, chư hành giả đã đảnh lễ tri ân và tác bạch khánh tuế chư vị trưởng lão Hòa thượng chứng minh và chư tôn Thiền Đức Tăng.